Hello cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Sarah Nguyễn Cuộc Sống London. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với mọi người một chủ đề mà em nghĩ là được rất là nhiều anh chị em quan tâm, và trong số đó thì cũng rất là nhiều anh chị em đã gửi tin nhắn về cho em hỏi là em ơi làm sao để được định cư ở nước Anh, hay là em ơi có cách nào qua nước Anh đơn giản hay không. Thì mình sẽ có rất là nhiều cách để sinh sống và định cư ở nước Anh. Thì trong cái video này em chỉ chia sẻ một cái cách là nhanh nhất, ngắn nhất và đơn giản nhất cho mọi người. Còn những cách khác thì em sẽ chia sẻ trong những cái video tiếp theo nếu được các anh chị ủng hộ. Đó, thì bây giờ cái con đường mà ngắn nhất và nhanh nhất đó chính là con đường mình định cư theo dạng kết hôn. Có nghĩa là các anh chị cưới chồng hoặc cưới vợ với một người ở bên nước Anh thì cái con đường này vô cùng và dễ dàng luôn. Nhưng các anh chị lưu ý là đối với khi mà mình kết hôn như vậy thì mình phải chuẩn bị những gì ngay từ đầu luôn cho mọi người đều biết, để nếu mà ai có xác định là cưới chồng hoặc cưới vợ bên nước Anh thì ngay từ đầu mình sẽ chuẩn bị sẵn luôn ha. Có nghĩa là ngoài những cái điều kiện mà chính phủ đòi hỏi, cái người bảo lãnh ở bên nước Anh phải có đủ điều kiện tài chính tối thiểu là 18.600 một năm là mức lương báo thuế đi làm, và những cái điều kiện chứng minh về nơi ở, chỗ ở hoặc là những cái chứng minh khác liên quan đến cái người bảo lãnh. Thì đối với cái phần của người bảo lãnh sống bên nước Anh thì em nghĩ cái đó rất là dễ dàng, không có gì khó khăn hết, tại vì đó là những là cái yêu cầu cơ bản thôi, không quá khó đối với một người đang sinh sống bên nước Anh. Nhưng riêng đối với các anh chị đang sống ở bên Việt Nam, người được bảo lãnh thì cần phải chuẩn bị những gì? Thì đây thì các anh chị nếu như mà ai muốn đi thì bây giờ mình sẽ lên kế hoạch ngay từ bây giờ luôn nha. Có nghĩa là khi mình được bảo lãnh thì kể cả là mình cưới chồng hoặc cưới vợ, là mình theo cái dạng kết hôn mình cũng bắt buộc phải thi tiếng Anh. Và cái bằng tiếng Anh tối thiểu mà nhà nước quy định bây giờ đó là bằng tiếng Anh IELTS Life Skill A1. Thì cái bằng này nó rất là đơn giản thôi. Nếu như các anh chị nào mà muốn học tiếng Anh ngay từ đầu hoặc là chưa biết gì thì có thể sang cái kênh YouTube thứ hai của em là kênh TT Love To Learn, thì em sẽ chia sẻ về tất cả học tiếng Anh bên đó. Thì các anh chị chỉ cần coi vài cái video thì anh chị sẽ thi đậu được cái bằng này, nó rất là dễ luôn. Và bên cạnh đó, cái vấn đề quan trọng nhất là mình phải chứng minh được cho chính phủ biết là đây là một cái mối quan hệ dựa trên cái tình yêu thật sự, chứ ngoài ra không có một vì một cái mục đích khác. Và nhưng mà đôi khi có những cái tình yêu thật sự, nhưng mà nếu như họ chưa có cái kiến thức ngay từ ban đầu bây giờ, giống như chưa biết chuẩn bị những gì, thì đôi khi mình sẽ tốn thời gian để mình chuẩn bị ngay từ đầu. Như vậy thì nó sẽ rất là chậm trễ trong việc của các anh chị. Nên sẵn đây thì em sẽ chia sẻ cho các anh chị để chuẩn bị ngay từ bây giờ luôn nha. Thì để làm sao mình thuyết phục và mình chứng minh cho đại sứ quán biết được đây là một cái tình yêu thật sự và đây là một mối quan hệ nghiêm túc chứ không vì một mục đích khác. Tại vì hiện nay có rất là nhiều người họ làm dựa trên cái visa này để vì mục đích trục lợi hay cái gì đó thì mình không có bàn tới. Đó là lý do tại sao mà chính phủ họ yêu cầu rất là gắt gao về việc này. Nên từ ngay ban đầu bây giờ, nếu như các anh chị đã xác định đối tượng của mình đang sống bên nước Anh thì thôi, ngay từ ban giờ mình lén đừng có cho họ biết. Có nghĩa là ngay từ bây giờ mình đang quen với họ, nói chuyện với họ trong giai đoạn tìm hiểu, mình sẽ lưu giữ lại tất cả các tin nhắn và cuộc gọi, mình lưu lại hết luôn nha. Để sau này mình nộp, người ta chứng minh cho mình giống như là mình phải giải trình cho người ta từ lúc mình quen nhau cho đến ngày mình xác định đến mối quan hệ nghiêm túc và ngày người ta rước đi luôn. Có nghĩa là càng nhiều tin nhắn, cuộc gọi thì càng tốt. Và sau đó khi mà hai người có dịp quen nhau, tìm hiểu nhau, khi mà cái người đó về bên Việt Nam thì các anh chị nên tận dụng cơ hội chụp lại hình ảnh chung của hai người nè, của gia đình nè, của những cái chuyến đi chơi chung, hoặc là nói chung là những cái gì mà liên quan đến hai người á, thì các anh chị lưu lại hết luôn. Đó, đừng bỏ sót một chi tiết nào hết. Càng nhiều càng tốt, sẽ giúp ích cho cái hồ sơ của mình. Rồi bên cạnh đó là những cái quà tặng hay là những cái hỗ trợ về tiền, vật chất gì đó thì các anh chị cũng phải lưu lại hết luôn ha. Có nghĩa là mình càng chứng minh cho người ta được nhiều thì người ta càng tin tưởng mình nhiều. Và sau khi mà mình đã chứng minh được như vậy thì họ cũng bắt mình ghi một cái lá thư giải trình. Trong cái xin visa của mình cũng phải ghi một cái lá thư giải trình là mình quen cái người đó ở đâu và các mối quan hệ từ khi nào đó. Thì mình vừa ghi trong cái thư giải trình đó như thế nào thì mình đã có cái bằng chứng cụ thể là những cái tin nhắn, hình ảnh, cuộc gọi đó mình đã in cho người ta. Như vậy thì cái hồ sơ của mình nó vô cùng dễ
dàng luôn và xét duyệt nhanh chóng nữa. Như vậy rất là đơn giản đúng không? Thì mọi người bây giờ tóm lại là mọi người xác định chỉ có hai việc duy nhất là lưu lại tất cả những thông tin của hai người khi mà nói chuyện, trò chuyện với nhau từ khi lúc canh me ngay từ ban đầu luôn. Và sau đó là các anh chị phải chuẩn bị học tiếng Anh. Đó, chỉ như vậy thôi là mình được cái vé định cư bên nước Anh rất là dễ dàng rồi. Và sau khi sang nước Anh rồi thì lần đầu tiên đó mình sẽ được nhận được cái visa là 2 năm rưỡi. Và tiếp theo đó thì em sẽ chia sẻ tiếp theo là những người cần, các anh chị cần làm những gì trong cái video tiếp theo. Và video của em ngày hôm nay đã kết thúc tại đây rồi. Nếu như các anh chị thích cái video này, vui lòng ấn nút đăng ký kênh ủng hộ em nha. Và nhấn chuông để nhận những cái video tiếp theo em sẽ chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống bên này. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người.